Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đến với chương trình tự học tiếng Hoa của chúng tôi. Sau đây tôi xin giới thiệu đến các anh chị và các bạn phần 5 trên 6 của bài 15. Xin mời mọi người chúng ta cùng theo dõi. Trong phần này chúng ta sẽ cùng nhau đọc các cái đoạn đàm thoại và cái bài văn ngắn. À, đầu tiên chúng ta có cái đoạn đàm thoại là Trơ sư chì phải. Trơ sư chì phải. Đây là cái dãy ghế số mấy hoặc là đây là dãy số mấy. Đây là đoạn đàm thoại giữa một người đi xem phim và cái người kiểm tra vé, cái người soát vé phim ở trong rạp chiếu phim. chúng ta xem ví dụ nha. Trời sư chỉ phải, trời sư đây là giải số mấy? Quen, đây Chuyển quên trời Xin quên phải. Xin hỏi đây là giải số mấy? 7 chi phải, chi phải giải số 7, giải ghế số 7. Chi phải sửa hao, y chính 10 người vì chiên dù rễn chua là như vậy là cái ghế số 10 của cái dãy số 7 á vì là đã dù chua là đã có người ngồi rồi như vậy là ghế số 10 của dãy số 7 đã có người ngồi rồi trầm huy dỗ liền chi phải ho trên trầm dỗ là làm sao dỗ từ huy có nhiều nghĩa trong đó có một cái nghĩa là có thể trầm huy là là làm sao có thể có liền có chi phải sử ho hai cái ghế số 10 của giải số 7 trên sĩ thật là kỳ lạ thật là kỳ lạ nín tờ phèo nè nín tờ phèo nè à vé của anh đâu răng của khan dĩ xe răng của khan dĩ xe cho tôi xem một chút thì cái người soát vé đó họ xem và họ nói là xô là bị nhầm rồi xô là bị nhầm rồi Trời cơ bù sư ta cái chỗ ngồi này không phải của anh đâu. Sư tha là của anh ấy đấy. Nì Cái chỗ ngồi của anh là ở trên lầu. Như vậy trên lầu nó cũng có cái dãy số 7 và cái ghế số 10 cái người này họ bị nhầm họ đi xem họ đi vô cái chỗ ngồi ở ở bên dưới cho nên là không có đúng nì tới số quay che lỗ sang chỗ ngồi của anh là trên lầu á tôi bố sĩ à, xin lỗi xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nha xin quên chơi sư chỉ phải chi phải chi phải sử hao y chinh 怎么会有两个七牌十号？真奇怪！您的票呢？让我看一下。错了，这个座位不是你的，是他的。你的座位在楼上。对不起。 Cái tiếp nữa chúng ta xem cái đoạn đàm thoại thứ hai Tức là có một người nào đó đến khách sạn Để tìm gặp một cái ông họ Vương Tên là Vương Hải Bình Quảng Hải Phiển Chúng ta cùng đọc cái tựa bài nha Cùng tìm hiểu Ủa nâng sang lộ chen chen tha mà Tôi có thể lên lầu để gặp ông ấy một chút được không? Chen là gặp chen chen Tức là gặp một chút Ủa nâng sang lộ chen chen tha mà Tôi có thể lên lầu gặp ông ấy một chút không?

Quảng Hải Bình là Vương Hải Bình. Tha trú tại Lỗ, lưu Tha 6 Lỗ, lưu Ông ấy sống ở tầng 6, phòng sáu hai năm. Trú tại Lỗ là sống ở tầng 6 rồi, Lưu số 625 Lưu năm phòng Hào phòng sáu hai phòng 625. Ủa nên lỗ trên trên tham mà. Tôi có thể lên lầu để gặp ông ấy một chút không? 请等一下, xin tần ý xe xin chờ cho một chút của tả cơ tiên hoa để tôi gọi một cuộc điện thoại tha chai nị sang chi ba tha chai có nghĩa là ông ấy có ở đó nị sang chi ba anh lên lầu đi anh đi lên đi xì xì cảm ơn chúng ta cùng nhau đọc nha xin quên chúng sang càng lại tờ quảng xuyên sơn chai trở lì mà 他叫什么？王海平。他住在六楼六二五号房间。我能上楼见见他吗？请等一下，我打个电话。他在，你上去吧。 Xie tiếp nữa chúng ta có một cái đoạn văn ngắn. Đầu tiên mình sẽ đọc và giải thích trước. Sau đó rồi mời mọi người đọc theo nha. Cái tựa bài của cái tựa của đoạn văn ngắn này là Show chu chai nào? Vừa rồi mình có học từ mới. Sâu là cái quầy bán vé. Chai nở là ở đâu? Quầy bán vé ở đâu? Uh, Gia tăng chai bầy chiên chu là chỉ cơ yê gia tăng là cái một cái người tên là Adam trai bảy chiên tru là chỉ có vui. sống ở Bắc Kinh được mấy tháng rồi tru là chỉ có vui. ở đâu mới làm gì như vậy là trai bảy chiên rồi mới tru là chỉ cơ vui. Adam ở Bắc Kinh được mấy tháng rồi Fa sen chỉ chư hành sơ sang chế hình Phan biển. Fa sen là phát hiện mình có thể dịch là thấy rằng À, ông ấy thấy rằng chỉ dư xuyển sơ sang che hình phan pen cưỡi xe đạp lên phố nhưng mà sang che cũng có một cái nghĩa khác là đi chợ nữa như vậy mình có thể dịch là cưỡi xe đạp lên phố hay là cưỡi xe đạp đi chợ gì đó hình pen à, rất thuận tiện y thiên thay giao chi mại phê y đây dịch là có một hôm có một hôm thay giao mại ông ấy muốn đi mua vé máy bay giao chi mại phê chi phêu. Chai sang ở trên phố Tha quên gì cơ rỉnh Ở trên phố ông ấy hỏi một người Tha quên gì cơ rỉnh Sâu pheo chu chai nở Sâu pheo chu chai nở à, Quầy bán vé ở đâu Na cơ rỉnh số Na cơ rỉnh số Cái người đó nói hoặc là đáp Nì do mại sầm mơ pheo Nì do mại sầm mơ pheo Anh muốn mua vé gì Mãi hồ sơ pheo Chuy hồ sơ tranh Mái hồ sơ phiêu là mua vé xe lửa. suy hồ sơ tràn thì đi đến ga xe lửa. Mái tiên dịnh phiêu, suy tiên dịnh duyên. Mái tiên dịnh phiêu là mua vé xem phim. suy tiên dịnh duyên thì đi đến rạp chiếu phim. Gia tăng quên. Uh, Adam mới hỏi. Wo yao mai phi chi phiêu. Wo yao mai phi chi phiêu. Tôi muốn mua vé máy bay.

bên cạnh ngân hàng Na rỉnh hủy tả Người đó đáp như vậy Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nha Sâu phèo chu chai nả Gia tăng là chỉ chí tư sang Y yào 在街上，他问一个人：“售票处在哪儿？”那个人说：“你要买什么票？买火车票去火车站，买电影票去电影院。” Ya Tăng Quân Wo yao mai phai piao Yao chu phai chang ma Bu Chen bian yu yi gur phai piao so piao chu Chu dài yin hang pang bian Na ren hui ta Na sau đây xin mời mọi người nghe mình đọc là một lần nữa nha 售票处在哪儿？亚当在北京住了几个月，发现骑自行车上街很方便。一天，他要去买飞机票，再加上他问一个人：“售票处在哪儿？”那个人说：“你要买什么票？买火车票去火车站。” mãi tiền yên theo chu tiền yên yên. Ya tang wen, wo yao mãi piao. ma. Bu, chen yo piao, so piao chu. Chu zai Đến đây mình xin kết thúc phần 5 trên 6 của bài 15. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. À, xin hẹn gặp mọi người ở video clip cuối cùng xin cảm ơn